Thay vì chơi vị tướng mà mình yêu thích từ trước đến giờ, bước sang năm mới 2020 này, hãy thử làm một điều gì đấy mới mẻ hơn. Trong Liên minh mùa 10, tại sao bạn không tập chơi những vị tướng phù hợp với con giáp của bản thân nhỉ? Hôm nay, mời các bạn cùng xem game.com đến với tính cách 12 con giáp thì phù hợp với vị tướng nào trong Liên minh. Hãy cùng đi tìm lời giải đáp nhé! Tuổi Tý. Con giáp đầu tiên chính là những người tuổi Chuột, cũng chính là linh vật của năm nay. Những game thủ tuổi Tý được đánh giá cao vì sự thông minh và là người tiên phong trong những lối chơi mới. Đối với những người thuộc con giáp này, họ thường là người trụ cột trong các pha mở hoặc phát động giao tranh. Không những thế, vị trí hỗ trợ cũng là một vị trí thường xuyên có nhiều phát hiện mới lạ như Galio hay Shen. Những vị tướng này vốn không được sinh ra như một support nhưng lại tỏa sáng một cách bất ngờ. Vì thế, nếu muốn chơi để hợp năm tuổi và có một năm mới leo rank nhanh chóng, các tướng hỗ trợ mở giao tranh như Pyke, Thresh, Leona sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những người tuổi Tý đấy. Tuổi Sửu. Linh vật thứ hai chính là con trâu, một biểu tượng của sức mạnh và sự chăm chỉ. Cũng chính vì thế, người tuổi Sửu thường bền bỉ, cố chấp và thẳng thắn. Họ có khả năng chịu đựng cao và luôn có ý chí vững vàng trước mọi nghịch cảnh trong cuộc sống. Với chuỗi tính cách của một người trưởng thành, game thủ tuổi Sửu nên được tin tưởng ở vị trí đường trên với những chất tướng có khả năng gánh đội bằng độ chống chịu đáng nể. Ngoài các vị tướng chống chịu, khả năng làm dàn chắn vững chắc sẽ còn được tỏa sáng khi được đảm nhận lượng chống chịu và một chút sát thương cho cả đội. Vì vậy, game thủ tuổi Sửu sẽ tỏ ra phù hợp với những vị tướng canh cơ đường trên và các đấu sĩ trong liên minh. Tuổi Dần. Quyết đoán và dũng cảm chính là những người tuổi Dần. Họ chẳng bao giờ lùi bước trước thử thách, khó khăn. Họ luôn lao vào những chỗ nguy hiểm, nơi mà người khác không dám đương đầu. Tìm kiếm trải nghiệm những gì mới lạ, họ có xu hướng khác biệt với đám đông khiến người khác không thể bắt chước được. Với những tính cách như vậy, người tuổi Hổ thường phù hợp là những người chỉ huy, con team chính của đội hình và là người cầm trịch trận đấu. Cũng chính vì thế, chất tướng đấu sĩ đường trên sẽ là những vị tướng phù hợp nhất để mọi game thủ sử dụng trong năm mới. Với những đấu sĩ đường trên hợp với meta hiện tại, sẽ không khó để bạn có thể chọn được một vị tướng mạnh, ví dụ như Renekton, Aatrox hoặc Mordekaiser để hợp với năm tuổi của mình. Tuổi Mão. Mèo là loài linh thú khắc tinh của các chú chuột trong năm 2020. Những người tuổi Mão thường là người có sự chân thành, tốt bụng và yêu hòa bình trong thâm tâm. Người tuổi Mão thì luôn thích giúp đỡ người khác, họ ghét bạo lực và luôn hướng tới sự yên bình. Vì tính cách có phần ôn hòa và thân thiện như vậy, game thủ tuổi Mão nên tập thử những vị tướng hỗ trợ hồi phục búp giáp như Janna, Lulu. Bên cạnh đấy, nếu cảm thấy quá mệt mỏi với việc gánh team ở những vị trí bình thường, game thủ tuổi Mão tại sao không thử làm những đường trên theo hướng cover đồng đội để có những bước tiến mới trong xếp hạng. Tuổi Thìn. Rồng là con vật hùng mạnh nhất và được kính trọng nhất trong số 12 con giáp. Đó là chùm cuối và là vua của 12 linh thú. Mạnh mẽ, thanh cao là những gì mô tả về con giáp này. Và những người sinh năm Thìn cũng sở hữu những đặc điểm của linh thú mà họ đang mang trong người. Game thủ tuổi Thìn nên được giao trọng trách cầm trịch trận đấu. Bên cạnh đó, nếu là người tuổi Thìn, bạn cần chứng tỏ cho người khác thấy bạn là một người thủ lĩnh đích thực bằng cách giúp đỡ họ trong giai đoạn đi đường hoặc giao tranh. Để hiện thực hóa được nhiệm vụ đấy, những vị tướng đi rừng hoặc những đường giữa kiểm soát sẽ là những vị tướng thích hợp nhất cho bạn để củng cố tầm ảnh hưởng của mình lên cả bản đồ. Hai long tộc Aurelion Soul và Shyvana sẽ là vị tướng cụ thể cho những người tuổi Thìn để có thể leo rank hợp tuổi trong năm mới. Tuổi Tỵ.
khôn ngoan và kiên nhẫn. Rắn biết cách quan sát và chờ đợi. Họ không thuộc tiếp người bốc đồng, mà ngược lại, rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí ẩn. Một bộ óc luôn phân tích, giúp cho những ai thuộc cung mệnh này có được sự tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn. Với sự nguy hiểm và sắc sảo trong cách suy nghĩ, game thủ tuổi Tỵ thường là bộ óc chiến thuật cho team và đảm nhận những vai trò cần sự xuất sắc trong chiến thuật. Vị trí nên được cân nhắc chính là vai trò đi rừng và nên là những người đi rừng khát máu để có những chiến thuật xuất sắc giúp cả team có được lợi thế ở giai đoạn ban đầu. Không những thế, vị tướng Cassiopeia với hình dáng nửa người nửa rắn cũng sẽ là một trong những vị tướng phù hợp nhất với các game thủ tuổi Tỵ. Tuổi Ngọ. Con giáp tiếp theo chính là Ngọ, một con giáp có những người luôn ưa thích sự đổi mới, ham hoạt động, thích độc lập. Họ ưa hoạt động đến nỗi làm việc không mệt mỏi để hoàn thành công việc của mình. Với tính cách chăm chỉ và yêu công việc như vậy, vị trí phù hợp nhất chắc chắn không đâu khác ngoài khu rừng Summoner's Rift, nơi mọi game thủ có thể thỏa sức tung tăng mọi nơi và hoàn thành công việc kiểm soát của mình. Không những thế, nếu có một người thân thiết có thể tin tưởng, game thủ tuổi Ngọ có thể là một hỗ trợ chuẩn mực với việc di chuyển liên tục để đảm bảo tầm nhìn cho đồng đội. Thế nhưng hãy cẩn thận, vì nếu việc đi tung tăng này diễn ra quá thường xuyên, sẽ đưa bạn vào thế bị phục kích và bắt lẻ đấy. Các tướng phù hợp với bạn có thể là Bard, Zac, Sejuani. Tuổi Mùi. Linh thú thứ 8 trong bộ 12 con giáp. Dê chính là con giáp có những người rất chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Bên cạnh đấy, những người tuổi Mùi thường điệu đà và có tâm hồn nghệ sĩ, có tài năng nghệ thuật tuyệt vời. Với thiên phú nghệ thuật trời ban như vậy, những người tuổi Mùi thường có thể đảm đương tất cả các vị trí trong liên minh, cũng như có thể là những boy on charm, thông thạo tất cả các vị tướng trong liên minh. Ngoài ra, phù hợp nhất có lẽ chính là những vị tướng có bộ kỹ năng hoa mỹ, Lee Sin, Akali hay Jin. Với một bộ kỹ năng có độ khó tương đối cao, những game thủ tuổi Mùi có thể phát huy được sức mạnh của những vị tướng trên một cách dễ dàng để tạo ra những combo hóa mỹ trong trò chơi. Tuổi Thân. Người tuổi Thân là người tò mò, tinh quái, khôn khéo và là người vui vẻ từ trong tâm. Họ là chuyên gia của những trò chơi khăm, giỏi xoay sở để thích nghi với môi trường, có khả năng đoán biết được ý nghĩ của người khác. Vì thế họ có khả năng điều khiển, quản lý người khác. Trong Liên minh huyền thoại cũng có hẳn một tập tướng có bộ kỹ năng phù hợp cho những người tuổi Thân như LeBlanc, Zed hay Nico. Với khả năng biến ảo khôn lường, những game thủ tuổi Khỉ có thể chơi trên đầu trên cổ và outplay đối phương như cầm bữa với những chất tướng như trên. Bên cạnh đấy, nếu như khỉ con Wukong không quá out meta thì đây sẽ là vị tướng hết sức phù hợp để những người tuổi Thân có thể sử dụng. Tuổi Dậu. Tuổi Dậu là con giáp thông minh nhất trong số 12 con giáp. Những game thủ tuổi Dậu là người có đầu óc nhanh nhạy, linh hoạt. Dù có gặp bất kỳ chuyện gì đột xuất, họ đều nghĩ ra đối sách phù hợp. Họ là một trong những người đồng hành trung thành và đáng tin cậy nhất, sẵn sàng chịu thiệt để làm vui lòng bạn. Trong trò chơi, game thủ tuổi Dậu nên chọn những vị tướng có tính cơ động, xoay sở cao. Bên cạnh đấy, nên chọn lựa những vị tướng có những chiêu thức quan trọng trong giao tranh để đồng đội có thể tin tưởng giao phó. Vì thế, hai vị trí đi rừng và đường giữa pháp sư có nhiều khống chế sẽ là vị trí sáng tạo nhất trong trò chơi để người chơi tuổi Dậu có thể đảm nhận, tạo ra sự khác biệt trong trận đấu. Tuổi Tuất và tuổi Hợi. Người tuổi Tuất và tuổi Hợi giống như nhau, thường sở hữu tính cách trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai, không biết mệt mỏi, dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc.
Với sự chăm chỉ vốn có, game thủ thuộc hai con giáp cuối cùng nên được cất nhắc ở vị trí đường trên với những vị tướng như Susan huyền thoại hoặc Gangplank, Kale. Ngoài ra, vị trí xạ thủ một lên cần thời gian farm cũng là vị trí phù hợp cho những người tuổi Tuất, tuổi Hợi để họ có thể tập trung farm trái máy ở giai đoạn đầu và gánh team ở giai đoạn sau. Vậy con giáp của bạn cũng như tướng tù của bạn hiện tại là gì? Hãy để lại bình luận của mình bây giờ nhé!